Còn có một điều nữa thì Cường nghĩ rằng là Cường sẽ thay mặt cho các chị em phụ nữ hỏi Phương Khánh, đó là bạn giữ gìn hình thể như thế nào? Thật sự ra thì sau cái buổi họp báo ngày hôm qua thì em cũng thấy là mọi người cũng nói là em có hơi bị tròn tròn ra. Thật ra thì em có một cái chế độ tập luyện rất là kỹ càng trước cuộc thi, và cái hình thể của em, cái điều minh chứng đó chính là em đã đạt được một huy chương bạc cho cái hình thể của mình. Và sau khi cuộc thi em cũng cần phải giống như là mình relax một tí. Cho nên với lại em cũng nhớ những món mẹ nấu với lại những món ăn Việt Nam, cho nên em chỉ muốn tận hưởng thời gian một tí, cho nên em bị phình ra một tí. Nhưng mà em sẽ quay trở lại việc tập luyện 6 lần một tuần của mình và ăn uống điều độ hơn. 6 lần một tuần và mỗi lần tập như vậy là bao nhiêu tiếng? Một lần như vậy là từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Tập có nặng không ạ? Dạ thì trong 6 buổi đó thì em sẽ có 3 buổi là tập tạ nặng, còn 3 buổi nữa là em sẽ chạy cardio để đốt Em thì có vài lần tập cardio là em cảm thấy là nên bỏ cuộc, không mỡ. thể nào mà công nhận muốn đẹp thì phải kiên trì đúng không, muốn đẹp thì phải khổ rồi đó.